Rồi, xin chào tất cả các bạn, thì mình tên là Danh. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một loại tạ rất là đặc biệt và rất là nhiều đa năng thú vị ha. Thì bây giờ mời các bạn nhìn thêm. Thì đây là một cái loại tạ tên là Ebel. Thì nó có rất là nhiều cái size, thì kích cỡ khác nhau. Thì những cái loại tạ đa năng này á, nó sẽ thay thế bằng một số dụng cụ tập rất là hiệu quả. Ví dụ như cái tạ hình chuông này ha. Rồi, với cái tạ banh, với trái banh thanh tạ này và với cái tạ dumbbell này, thì cái chức năng của các loại của cái loại tạ Ebel này á, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình là thứ nhất á, là tiện lợi hơn, cái thứ hai là về cái độ thẩm mỹ, và cái thứ ba là cái độ an toàn khi mà trong quá trình tập luyện. Thì để mình sẽ giới thiệu sơ về cái cách thay thế của nó, thì đầu tiên á, là các bạn nhìn thấy là cái tạ hình chuông này ha, thì với cái bài tập swing này á, thì khi mà mình đưa lên như nè ha, đưa lên thì nó sẽ không có an toàn cho cái cổ tay của mình. Thì với cái tạ mà Ebel này á, thì nó có thể là xoay liên tục ha, xoay như thế này ha, bỏ xuống xoay ha, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều ha. Đó, đây rồi, để mình làm ngang cho các bạn coi ha. Ngang ha, ngang đó, ngang ngang đó ha, thì nó sẽ an toàn và nó cái độ thẩm mỹ của nó rất là nhiều ha. Rồi, các bạn nhìn tiếp. Nó có thể thay thế hoàn toàn bởi cái móng tạ này ha. Thì thay vì các bạn cầm đưa lên và xuống như thế này, thì có một đôi lúc nào đó thì các bạn cái tay sẽ trơn và các bạn sẽ làm tụt banh như thế này, thì với cái chức năng của Ebel á, thì nó sẽ thay thế hoàn toàn với cái chuyện đó. Các bạn chỉ cần cầm như thế này ha, rồi đứng lên ngồi xuống việc đẩy lên thôi ha. Rồi ít nè, lên thở ha, rất là an toàn ha. Ít nè, lên thở này ha. Rồi hết, lên thở ha, hết, lên thở ha. Rồi ok. Rồi thì với cái chức năng thay thế cuối cùng là về cái tạ dumbbell này, cái tạ dumbbell này ha, thì ví dụ như ở nhà các bạn không có cái tạ dumbbell này, thì nó có thể hoàn toàn thay thế một số bài tập giống như là về tay trước ha, đây tay trước ok, phía trước ha, rồi tay sau luôn, rồi tay sau ha, rồi tay sau ok ha, rồi tay sau cũng có thể thay thế bày ngực luôn ok, rất là tiện lợi ha. Ok rồi, ok, thì ở đây nó có cái chức năng đặc biệt, đó là nó có rất là nhiều cái loại size tùy theo cái mức tạ độ tập luyện của bạn. Ví dụ như bạn là người mới tập thì các bạn chọn size cho mình là size XS thì nó sẽ nhẹ và nó phù hợp với các bạn hơn. Rồi size thứ hai là size S thì nó sẽ có trọng lượng là nặng hơn chút xíu. Rồi size cuối cùng là size M thì là cái trọng lượng nặng thì phù hợp với các bạn mà tập luyện kỹ thuật đã tốt rồi ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn.